Vâng, chào tất cả bác chứ. Như video trước thì em về được mấy thùng đấy, thì tổng cộng là em về được là 2, 4, 6, 8 là 10 con. Lô này thì em về được 10 con vang, 10 con vang Persia KX6 và 20 là con mic EF M3 đấy. Nhưng mà về tới thì ông anh ông tháo ra ông test thử ông báo là rất là hay, nên là anh lấy một bộ mic vào vang và lấy thêm một bộ nói chung là tổng cộng là lấy là hai con vang và hai con mic, một bộ để dùng và một bộ là tặng, nên là số lượng về thì nó lấy như thế này là tổng cộng là 8 con vang và 18 con mic, 18 mic nha. Đấy. Và về những cái dòng vang mà bên em tiến về cho tất cả anh em hôm nay là một dòng vang số KX6. Đấy. Và dòng này thì là dòng chính hãng nha, chính hãng. Và em nhập là nhập trực tiếp từ cái đầu bên kia về luôn. Đấy. Từ nhà máy về luôn nha, chứ không phải là thông qua trung gian đâu, nên là nó sẽ có giá tốt cho anh em, và cũng như là hàng này là hàng chính hãng nha, chứ không phải là hàng nhái đâu nha, nên là chắc nó sẽ khác, và thời gian em hát karaoke nghe nhạc thì nó sẽ khác hơn về những cái con vàng kia cũng vàng nhái. Và dòng vang số thì nó sẽ hay hơn vang cơ nhiều rồi. Về echo, effect thì reverb thì nó sẽ mềm mượt và hay hơn vang cơ. Để trước em cũng báo vang cơ nhiều, nhưng mà vang cơ thì nó cũng tùy thuộc thôi. Nó nói chung thì vang cơ thì nó cũng nói thật ra thì mình bán hàng, nhưng mà thực chất vang cơ nó không bằng vang số thật đấy. Nhưng mà với những cái tầm tiền như thế này mà anh em chơi được những con vang số mà chất lượng như là BC KX6 thì phải gọi là cực kỳ là tốt và sự lựa chọn rất là trúng. Với con vang này thì bên em sẽ set up tất cả trước khi là gửi lên đường cho tất cả bác mua ủng hộ đấy. Và hàng thì bên em bảo hành là 1 tháng, xin lỗi anh em, bảo hành là 12 tháng đấy, và còn đầy đủ nha, về thì đầy đủ luôn đó, có gì móc này đấy, có gì móc này, và phiếu bảo hành này toàn là nó về theo thùng luôn, nên là toàn là tiếng Anh thôi. Toàn là tiếng Anh rồi thôi nha. Đấy, cái này mình cũng là nó theo luôn cái con vang. Dòng vang số cực kỳ là đẹp nha. Màn LED hiển thị cực kỳ đẹp luôn. Em sẽ có clip test dòng vang và mic này cho các bác cùng tham khảo. Và con vang này thì bên em về phân phối cho tên em giá cực kỳ là tốt, là giá là 3,2 triệu nha. 3,2 triệu, bên em đã bao ship toàn quốc cho anh em đấy, 3,2 triệu một con. Nếu mà ở phân khúc giá này mà những so với những cái con vang cơ mà anh em đang mua mà giá 3,2 triệu, 3,5 triệu đô lại thì không có cửa nha. Đấy, không có cửa chơi cái vang số này đâu, giá là 3,2 triệu nha. Còn đây là cái dòng mic EF M3, đầu thu là EF M3, còn tay là tay mic là OHF. Đấy. Mic tay mic là OHF nha. Đấy, anh em nhìn chất lượng chưa? Quá là chất lượng luôn, hàng cực kỳ là đẹp luôn nha. Tay mic này về thì có đầy đủ là ốp mic dài 6 ly
anten thu sóng và cũng như là pin đánh kèm cho tất cả bác luôn. À, về thì nghiêng hộp như thế, nghiêng hộp luôn. Dòng mic này thì hôm trước ông anh ông test, ông lấy hai bộ ông test, ông báo thì cực kỳ là hay, tiếng cực kỳ là hay nha, tất cả bác, tiếng cực kỳ là hay, ngay cả so với cái tầm giá nó hoặc là tầm giá cao hơn, mà những cái mic su không dây mà tất cả bác mua tầm giá 4 triệu, 3 triệu rưỡi lại thì không thể qua được cái mic này. Đấy. Và thì đó là em nghe ông anh đánh giá thế thôi. Chứ còn em chưa test qua thì em sẽ có clip test cái con mic vàng cho tất cả bác cùng xem thử là cái đúng như là lời ông anh của em ông nói hay không. Đấy. Và thì ông anh test ông báo rất là hay, nên là ông lấy hai bộ, một bộ để chơi một bộ tành nha. Đấy, nên là em về nó bị lế như thế này, mic là 18 còn vang là 8. Đấy, đợt này em lấy vào 10 con vang và 20 con mic. Đấy. Và mic này thì bên em đang bán với mức giá là 3.800.000 nha, 3.800.000. Bên em đã bao ship toàn quốc cho anh em. Đấy, đầy đủ luôn, 3.800.000 nha, một cái con mic không dây, hai tay cực kỳ xịn. Anh em nhìn màu của mic này, nhìn màu sơn, nước sơn, nhìn rất là khôn, nhìn chất lượng. Đây, hàng này em không phải nhập bên Việt Nam mình đâu nha. Đấy, không phải nhập qua bên đại lý Việt Nam mình đâu, nhập trực tiếp luôn nha, nhập trực tiếp luôn. Đấy, con mic này trên thị trường là hàng đập thùng như thế này, hàng cui thùng như thế này. Đấy. Mà phía bên bên nội địa nó bán là 6 triệu nha. Đấy, phía bên nội địa là nó bán là 6 triệu. Nên em nhập về thì nhập theo số lượng lô của ông anh là ông lấy tới là khoảng hơn là 1.000 chiếc như thế này. Thì em chỉ là em lấy theo thôi, lấy theo được 20 con. À, nên là giá nó cực kỳ là tốt. Giá cực kỳ là tốt. Chỉ còn nếu anh em mua lế mà nhập như thế này thì không có giá này đâu nha. Mà cũng nó không có về tới Việt Nam luôn. Không có về tới Việt Nam luôn. Đừng nói chi là nhập được. Nên là dòng mic này thì ở Việt Nam mình không có đâu. Không có. Chỉ dòng cho nội địa thôi. Đấy. Cực kỳ là chất lượng luôn. Giá là 3.800.000. Vàng là 3.200.000. Đấy. Giá cực kỳ tốt. Rồi, em xin phép dừng video ở đây. Anh em nào mà chốt những sản phẩm này thì liên hệ với ông. Vâng, em xin phép kết thúc video ạ.